Trần Địch Khắc, sinh ngày 4 tháng 10 năm 1947, mất ngày 15 tháng 3 năm 2024, sinh ra ở Hồng Kông, trước đây gọi là Trần Quân Dung, là một diễn viên ở Hồng Kông. Trong những năm đầu đời, Trần Địch Khắc làm võ sư Rồng Hổ, diễn viên đóng thế trong Thiệu Thị Huynh Đệ. Vào những năm 1970, ông đóng phim truyền hình Vua Sát Nhân Trung Quốc, do đó có biệt danh là Vua Sát Nhân. Sau những năm 1990, để kiếm sống, Trần Địch Khắc từng trở thành tài xế taxi. Năm 1983, ông đóng vai Sa Thông Thiên trong bộ phim truyền hình Anh Hùng Xạ Điêu do Đỗ Kỳ Phong đạo diễn. Vào tháng 7 năm 2001, Trần Địch Khắc đóng vai Ma Lễ Thọ trong bộ phim cổ trang Giả Tưởng Đát Kỷ Trụ Vương với sự tham gia của Trần Hạo Dân và Ôn Bích Hà. Vào tháng 8 năm 2004, bộ phim truyền hình Thâm Cung Nội Chiến có sự tham gia của ông được phát sóng tại Hồng Kông. Vào tháng 2 năm 2015, bộ phim lãng mạn Bao La Vùng Trời mà ông tham gia đã được ra mắt. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2020, anh đóng vai Anh Cửu trong bộ phim truyền hình Tình Yêu Không Ranh Giới. Vào tháng 9 năm 2023, Trần Địch Khắc tham gia bộ phim tình cảm lãng mạn Xin Chào Đại Phu Của Tôi. Vào tháng 3 năm 2024, Trần Địch Khắc cảm thấy không khỏe ở nhà và sau đó được đưa đến bệnh viện để điều trị và qua đời vào ngày 15 tháng 3 năm 2024. Trần Địch Khắc từng đoạt danh hiệu Ông Hoàng chương trình thay thế TVB. Đời tư của Trần Địch Khắc. Trần Địch Khắc đã kết hôn và có một con gái. Ngôi sao kỳ cựu TVB Trần Địch Khắc qua đời ở tuổi 76 và được phong danh hiệu Vua Băng Đảng. Truyền thông ngày 18 đưa tin Vua Lá Xanh Trần Địch Khắc gần đây cảm thấy không khỏe và đột ngột qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện, thọ 76 tuổi. Sau đó TVB xác nhận ông qua đời vì bạo bệnh vào ngày 15 tháng 3 năm 2024. TVB bày tỏ tiếc thương sâu sắc và gửi lời chia buồn đến gia đình ông, đồng thời sẽ hỗ trợ. Bộ phim Nghịch Thiên Kỳ Án 2 được phát sóng vào tháng tới, sẽ trở thành một trong những tác phẩm cuối cùng của ông. Theo báo chí Hồng Kông đưa tin, ông đã qua đời vào ngày 15, khi nhập viện, bác sĩ thông báo rằng ông bị viêm phổi. Trong suốt cuộc đời của mình, ông luôn có sức khỏe tốt và cách đây vài tháng ông cùng bạn bè trong nghề đi uống trà. Cách đây vài ngày Hiệp hội Nghệ sĩ Biểu diễn cũng đã thông báo cho ông tham dự tiệc trà xuân nhưng ông không tham dự. Cái chết của ông đang được gia đình lo liệu và Hiệp hội Nghệ sĩ cũng bày tỏ sự tưởng nhớ. TVB cũng đưa tuyên bố xác nhận cái chết. Được phong tặng danh hiệu Vua Băng Đảng. Trần Địch Khắc đã tham gia diễn xuất hơn 280 bộ phim truyền hình. Ông thường xuyên đóng vai xã hội đen gây ấn tượng sâu sắc với khán giả. Từng mệnh danh là Vua Xã hội đen trong chương trình Tạp Kỷ Hồng Kông. Những năm gần đây, ông đã bắt đầu lui lại, thỉnh thoảng đóng những vai nhỏ, chẳng hạn như bồi bàn quán trà và phục vụ trong quán trọ. Ông đã làm việc cho TVB được 45 năm và được trao giải nhân viên xuất sắc năm 2019. Nhiều khán giả không khỏi nghẹn ngào xót xa khi nhìn thấy tuổi thơ một thời của mình đã ra đi. Sự nghiệp của Trần Địch Khắc. Trần Địch Khắc sinh ra trong một gia đình cơ sở vào những năm 1940. Quê hương của ông là tỉnh Quảng Đông. Trong gia đình có một chị gái và hai em trai, bố ông là người lái xe. Ông sống và lớn lên ở Tân Giới, Hồng Kông từ khi còn nhỏ và không bắt đầu đi học cho đến khi 8 tuổi. Nhưng sau khi học được một tháng, Trần Địch Khắc và gia đình chuyển đến Sa Điền. Ông đăng ký vào trường ở đó. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, ban đầu ông muốn trở thành cảnh sát. Tuy nhiên, vì cha ông không muốn ông trở thành cảnh sát nên ông đã từ bỏ ý định này. Trước khi gia nhập đài truyền hình, bố của Trần Địch Khắc muốn ông làm người làm vườn, tuy nhiên ông không có ý định phát triển lĩnh vực này. Vào những năm 1960, ông làm công việc khuân vác trong một cửa hàng nhỏ ở Thâm Thủy Bộ. Khoảng năm 1967 đến năm 1968, vì ông đam mê võ thuật từ khi còn nhỏ nên gia đình đã tìm thầy cho ông và nhận ông làm đệ tử. Động thái này đã ảnh hưởng đến ý tưởng gia nhập Thiệu Thị Huynh Đệ của ông với tư cách là một võ sư. Khi gặp Lưu Gia Lương trên phim trường, Lưu Gia Lương đã hỏi ông về ý định trở thành võ sư. Lưu Gia Lương biết rằng lương hàng tháng của một võ sư thời đó có thể lên tới 75 nhân dân tệ. Năm 1973, Trần Địch Khắc bước vào truyền hình Thiệu Thị Huynh Đệ với vai trò đạo diễn võ thuật. Vào những năm 1970, Trần Địch Khắc đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Vua Sát Nhân Trung Quốc.
ông gia nhập TVB vào năm 1979. Những năm 1980, ông chuyển sang TVB với vai trò huấn luyện viên võ thuật và diễn viên, do đóng nhiều vai phản diện trong phim truyền hình nên ông dần trở thành ông vua phản diện. Sau những năm 1990, để kiếm sống, Trần Địch Khắc đã làm nghề lái xe taxi được vài năm nhưng ông vẫn làm khách mời trên phim trường khi có thời gian. Kinh nghiệm diễn xuất. Năm 1983, Trần Địch Khắc đóng vai Sa Thông Thiên trong bộ phim truyền hình Anh Hùng Xạ Điêu do Đỗ Kỳ Phong đạo diễn. Tháng 10 cùng năm, ông tham gia bộ phim truyền hình Thần Điêu Đại Hiệp. Năm sau, Trần Địch Khắc tham gia bộ phim truyền hình Ma Vực Đào Nguyên với sự tham gia của Lưu Đức Hoa và Triệu Nhã Chi. Vào tháng 8, ông tham gia bộ phim hành động lãng mạn Quyết Chiến Huyền Võ Môn của đạo diễn Vương Thiên Lâm. Vào tháng 4 năm 1985, bộ phim truyền hình Tiết Nhân Quý Chinh Đông với sự tham gia của Trần Địch Khắc được công chiếu tại Hồng Kông. Vào tháng 10, bộ phim võ thuật Tuyết Sơn Phi Hồ mà ông tham gia đã được phát sóng. Năm 1986, Trần Địch Khắc đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Tiết Đinh Sang Chinh Tây. Tháng 11 cùng năm, ông tham gia bộ phim truyền hình Ỷ Thiên Đồ Long Ký với sự tham gia của Lương Triều Vĩ và Lê Mỹ Nhàn. Năm sau, Trần Địch Khắc tham gia bộ phim truyền hình Cổ Trang Thư Kiếm Ân Cừu Lục. Vào tháng 3 năm 1989, bộ phim truyền hình Quyết Chiến Hoàn Thành có Trần Địch Khắc tham gia được phát sóng. Tháng 6 cùng năm, ông tham gia trong bộ phim Hài Tội Phạm Kỳ Tích do Thành Long đạo diễn và đóng vai chính. Năm 1990, Trần Địch Khắc tham gia bộ phim võ thuật Ngũ Lang Bát Quái Côn do Lưu Gia Lương đạo diễn và viết kịch bản. Năm sau, bộ phim truyền hình Thiên Long Thần Kiếm có ông tham gia được phát sóng, với sự tham gia của Lưu Thanh Vân và Miêu Kiều Vĩ. Năm 1992, ông tham gia bộ phim Mạng Lưới Cảnh Sát. Tháng 6 cùng năm, ông tham gia bộ phim truyền hình Quyền Anh và Cờ Bạc với sự tham gia của Trương Vệ Kiện và Vạn Ngô Cương. Tháng 2 năm sau, bộ phim truyền hình Phi Tinh Tầm Long do Lưu Vĩ Hùng đóng vai chính được công chiếu tại Hồng Kông. Vào tháng 4, ông đóng vai Tim trong bộ phim truyền hình Hồ Sơ Công Lý 2. Vào tháng 8 năm 1994, Trần Địch Khắc đóng vai Sa Thông Thiên trong bộ phim truyền hình Anh Hùng Xạ Điêu với sự tham gia của Trương Trí Lâm và Chu Ân. Cùng năm, bộ phim truyền hình Nam Hiệp Triển Triêu mà ông tham gia được phát sóng. Năm sau, Trần Địch Khắc đóng vai Sa Thông Thiên trong bộ phim truyền hình Thần Điêu Đại Hiệp với sự tham gia của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng. Tháng 10 cùng năm, ông tham gia bộ phim truyền hình Cuộc Đời Diễn Viên do Mai Tiểu Thanh đạo diễn. Năm 1996, Trần Địch Khắc đóng vai Đồng Bách Hùng trong bộ phim truyền hình Tiếu Ngạo Giang Hồ do Viên Anh Minh, Lưu Quốc Hào và Quan Cẩm Vương Đồng đạo diễn. Năm sau, Trần Địch Khắc đóng vai Bảo Thiên Lĩnh trong bộ phim Võ Thuật Thiên Long Bát Bộ do Lý Chiêm Thắng đạo diễn. Tháng 3 năm 1999, bộ phim truyền hình Hồ Sơ Trinh Sát 4 với sự tham gia của Trần Địch Khắc được công chiếu tại Hồng Kông. Vào tháng 10 cùng năm, ông tham gia trong bộ phim truyền hình Thử Thách Nghiệt Ngã 1. Năm sau, Thử Thách Nghiệt Ngã 2 ông tham gia cũng được phát sóng. Cùng năm đó, ông đóng hai vai, chủ quán đậu phụ Hôi Hám và chú rể trong phim truyền hình Thất Vọng. Vào tháng 7 năm 2001, Trần Địch Khắc đóng vai Ma Lễ Thọ trong bộ phim Cổ Trang Giả Tưởng Đắc Kỷ Trụ Vương với sự tham gia của Trần Hạo Dân và Ôn Bích Hà. Tháng 10 cùng năm, ông đóng vai Người Chú Câm trong phim truyền hình Cổ Máy Thời Gian. Năm 2003, ông tham gia bộ phim truyền hình Cổ Trang Quá Khứ và Hiện Tại, đóng vai tài xế Vĩ. Cùng năm đó, ông tham gia bộ phim truyền hình Cầu Vồng Trong Đêm và Thiếu Gia Vùng Tây Quan của đạo diễn Lý Thiêm Thắng. Tháng 8 năm sau, ông tham gia bộ phim truyền hình Thâm Cung Nội Chiến và được phát sóng tại Hồng Kông. Tháng 6 năm 2005, ông tham gia bộ phim truyền hình Ba Họ Một Nhà của đạo diễn Phan Gia Đức. Vào tháng 7, bộ phim truyền hình Khách Sạn Hạnh Phúc đã được phát sóng. Năm sau, Trần Địch Khắc xuất hiện trong bộ phim truyền hình Đại Gia Đình. Năm 2007, ông tham gia bộ phim truyền hình Nữ Trạng Tài Danh với sự tham gia của Trần Tiểu Xuân và Sa Thi Mạn. Năm sau, Trần Địch Khắc đóng vai chú Cửu trong bộ phim Cổ Trang Tuyền Tích Thần Kỳ. Cùng năm đó, bộ phim truyền hình Lấy Chồng Giàu Sang mà ông tham gia được phát sóng. Vào tháng 4 năm 2010, ông tham gia bộ phim truyền hình Phi Nữ Chính Truyện và được phát sóng tại Hồng Kông. Vào tháng 10, ông tham gia bộ phim truyền hình Tình Cảm Hồi Hộp Bí Mật Của Tình Yêu của đạo diễn Lưu Gia Hào. Vào tháng 6 năm 2011,
Trần Địch Khắc tham gia bộ phim truyền hình Đoàn Viên. Vào tháng 8, bộ phim hành động lãng mạn Tìm Hành Truy Kích do ông tham gia đã được phát sóng. Vào tháng 11 năm sau, ông đóng vai Công Công trong bộ phim truyền hình Đại Thái Giám do La Vĩnh Hiền giám chế. Vào tháng 3 năm 2013, Trần Địch Khắc tham gia bộ phim truyền hình Giải Mã Nhân Tâm 2 do La Vĩnh Hiền đạo diễn. Vào tháng 9, bộ phim truyền hình Cự Luân mà ông tham gia đã được phát sóng tại Hồng Kông. Vào tháng 6 năm sau, ông đóng vai Chú Quân trong bộ phim truyền hình Hàng Sơn Tiềm Long với sự tham gia của Mã Quốc Minh và Lý Thi Hoa. Vào tháng 11, Trần Địch Khắc tham gia bộ phim truyền hình Danh Môn Ám Chiến của đạo diễn La Vĩnh Hiền. Vào tháng 2 năm 2015, bộ phim lãng mạn Bao La Vùng Trời 2 mà ông tham gia đã được ra mắt. Vào tháng 3, ông đóng vai Rắn Hổ Mang trong bộ phim truyền hình Dĩ Hòa Vi Quý. Vào tháng 2 năm sau, ông đóng vai Đại Sơn trong bộ phim hài lịch sử Công Công Xuất Cung của đạo diễn La Vĩnh Hiền. Vào tháng 8, ông tham gia bộ phim hành động Tội Phạm Mất Dấu. Vào tháng 2 năm 2017, ông đóng hai vai trong bộ phim hài Gia Đình Mái Ấm Gia Đình do La Trấn Nhạc và Lâm Kiến Tường đồng đạo diễn. Cùng năm đó, ông tham gia bộ phim truyền hình Cạm Bẫy Thương Trường và Anh Họ Cố Lên. Vào tháng 1 năm 2018, ông tham gia bộ phim truyền hình Cuộc Chiến Nữ Quyền. Vào tháng 6, ông tham gia trong bộ phim Cổ Trang Thiên Mệnh. Vào tháng 8, bộ phim truyền hình Đặc Kỷ Nhân mà ông tham gia đã được phát sóng. Vào tháng 10, ông đóng vai nhân chứng trong bộ phim hài Thương Ngại Thẩm Phán của đạo diễn Trần Diệu Toàn. Vào tháng 12, ông tham gia bộ phim Chiến Tranh Đại Soái Ca với sự tham gia của Trương Vệ Kiện và Thái Tư Bối. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2019, bộ phim truyền hình Nữ Thần Thám với sự tham gia của Trần Địch Khắc đã được công chiếu tại Hồng Kông. Vào ngày 1 tháng 4, ông tham gia bộ phim Hình Sự Ly Kỳ Thiết Thám và đóng vai chú Trương trong bộ phim. Vào ngày 6 tháng 4, ông tham gia bộ phim truyền hình Hành Động Liêm Chính 2019 do Lưu Hạo Lương và Hà Cảnh Nghi đồng biên kịch. Ngày 15 tháng 7, ông tham gia bộ phim truyền hình 12 truyền thuyết vào vai Hoàng Căng. Ngày 2 tháng 9, bộ phim truyền hình Đại Gia Hàng Xóm với sự tham gia của ông đã ra mắt tại Hồng Kông. Ngày 14 tháng 10, ông tham gia bộ phim truyền hình Giải Quyết Sư. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2020, Trần Địch Khắc tham gia bộ phim truyền hình Bảo Táp Gia Nghiệp do Lương Tại Viễn và Thang Kiện Bình đồng đạo diễn. Ngày 29 tháng 6, bộ phim truyền hình Sát Thủ mà ông tham gia đã khởi chiếu tại Hồng Kông. Ngày 13 tháng 7, ông xuất hiện trong bộ phim truyền hình Nhữ Mồi. Ngày 10 tháng 8, ông tham gia bộ phim hài lãng mạn Quái Kiệt Siêu Hạng. Vào ngày 12 tháng 10, bộ phim truyền hình Mất Dấu 3 với sự tham gia của Trần Địch Khắc đã ra mắt tại Trung Quốc đại lục. Vào ngày 2 tháng 11 và ngày 16 tháng 11, bộ phim truyền hình Bước Qua Ranh Giới có sự tham gia của ông lần lượt được công chiếu tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Vào ngày 16 tháng 12, ông đóng vai Anh Cửu trong bộ phim truyền hình Tình Yêu Không Ranh Giới. Vào ngày 13 tháng 9 năm 2021, ông tham gia bộ phim truyền hình Hải Quan Tinh Anh. Ngày 22 tháng 11, bộ phim truyền hình Quyền Vương có sự tham gia của ông đã ra mắt tại Hồng Kông. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, bộ phim truyền hình Anh Hùng Thiết Quyền lần lượt được công chiếu tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Vào ngày 30 tháng 5, ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Lời Sám Hối Muộn Màng của đạo diễn Vương Vĩ Nhân. Ngày 1 tháng 8, bộ phim truyền hình Điện Hạ Ma Mảnh có ông tham gia đã khởi chiếu tại Hồng Kông. Ngày 3 tháng 10, ông tham gia bộ phim truyền hình Sàn Đấu Phái Đẹp do Diệp Niệm Sâm đạo diễn. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, Trần Địch Khắc tham gia bộ phim truyền hình Kho Báu Định Mệnh với sự tham gia của Trần Hào và Cung Gia Hân. Ngày 10 tháng 4, bộ phim truyền hình Pháp Ngôn Nhân mà ông tham gia đã khởi chiếu tại Hồng Kông, Trung Quốc. Tháng 9, Trần Địch Khắc tham gia bộ phim tình cảm lãng mạn Xin Chào Đại Phu Của Tôi. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.